Ghi nhanh vào hai ngày cuối tuần tại thành phố Hồ Chí Minh, số lượng người dân đổ về các chợ truyền thống, siêu thị lớn, trung tâm thương mại tăng mạnh. Những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như dầu ăn, gạo, trứng, thịt cá được tiêu thụ tốt, nhưng giá cả không tăng đột biến. Một số khách mua hàng tại chợ Bến Thành, quận 1, Hồ Thị Kỷ, Hòa Hưng, quận 10, Tân Chánh Hiệp, quận 12 chia sẻ, sau dịch Covid-19, phong cách bán hàng của tiểu thương có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Đó cũng là một trong những chiêu để thu hút khách hàng, gia tăng mãi lực khi hiện nay người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu hơn trước. Ở thời điểm hiện tại, sau một tháng diễn ra chương trình khuyến mãi tập trung, kết thúc đợt 1 vào ngày 15 tháng 7, nhiều siêu thị vẫn kéo dài các ưu đãi cho khách mua hàng ở mức giảm giá từ 15% đến 50%, có nơi giảm tới 100%. Một số mặt hàng điện tử, điện máy, mỹ phẩm ở nhiều cửa hàng cũng có hàng loạt chính sách khuyến mãi kéo khách đến dịp hè này. Ông Lâm Tuấn Ngọc, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, Hợp tác xã cố gắng cân đối chi tiêu, không tăng giá bán, nỗ lực hỗ trợ khách mua hàng. Do vậy, Hợp tác xã vẫn có doanh thu ổn định. Lãnh đạo Sở Công Thương, thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Sở không có chính sách riêng về giá cả, mà chỉ đảm bảo cung cầu hàng hóa, vận động doanh nghiệp bình ổn thị trường, áp dụng mức chiết khấu ưu đãi cho khách hàng. Mặc dù áp lực vật giá leo thang khá lớn, nhưng nhờ có sự chung tay điều tiết giá cả, hỗ trợ người mua của nhiều doanh nghiệp đã giúp hạ nhiệt phần nào tình trạng giá cả.